Và hiện tại là mình đã đi chỗ này rồi, và lần trước mình đi chỗ này rồi, ghê. Và đây là tập 4 đấy các bạn, và mình quay trở lại. Cái con này, cái con gì đó mình cũng không rõ, nhưng mà nó là xuất phát từ cái con Guardian hồi nãy. Khá là ghê. Và cái con này cũng đã từng xuất hiện trong trailer rồi, nếu như mình không nhầm. Nó không biết mình đi đâu nữa ta. Đây, gần đó. Vừa đi vừa chỉ đây. Cái con này nó nhìn ghê vãi chưởng. Không biết là nó sẽ có làm gì mình không, là mình có làm gì nó không nữa. Nhưng mà nó cứ sao sao ấy. Này phải xe không vậy? Nè, xe nổ rồi, không đi được. Ủa nó tàu ơi. Nó đồng đội lâu thế. Cái gì cái gì? Ôi, có dừng chơi. Bắn nó đi. This is Governor Sloan, broadcasting on all frequencies. People, if you are still planet side, make your way to the space elevator right now. Nó có rõ là nó có cái gì ở đây mà nó cứ ghê thế đéo nào. Ê, có cái xe nè. Vô xe ngồi thử coi. Cái trò này điều khiển xe khó thật chứ. Tại vì nó điều khiển với tất cả mọi thứ chỉ bằng cái cần bên trái, cho nên thôi về phim. Nó hơi khó. Tại vì các bạn bấm là di chuyển rồi đi lên đi xuống đi lùi nó cũng. Ôi cái gì? Nó cái đéo gì ghê vậy? Ồ mẹ. Bỏ đi, đừng mất. Thôi dư đạn thôi. Cứ bớt cơ. Ây da trời. Adu. Chạy vô trong đi. Mà hay là niên mang đùm mới chết tiếp. Come on. Vô trong. Chạy đi, má đừng quăng tên coi. Ồ, má gục nữa rồi kìa. Chứ người ta đang cai gì đi. Trời ơi, nó bắn tao rác quá. Về, ôi. Thằng kia kẹt rồi. Sao má hàng này không có vô ta. Rồi, má hai thanh niên kẹt ngoài rồi. Good game, well play. Trừ khi nó phóng. Oh, what the fuck. What the fuck, không biết thế nào cũng teleport vô đây. Đéo nào hay thế. Má hai thanh niên teleport hay vừa lờ. Biết thế nào, mình biết là thế nào nó cũng teleport vô đây mà mình không ngờ nó sẽ làm như thế. Tại vì nó biết như thế nào nó chạy một hồi nó cũng phải vô đây thôi, tại vì nó đi chung rồi nó không bỏ không được. Mà nó đi kiểu đó thì nhìn nó hơi quan ngại về cái độ làm game của mấy nhà lập trình viên bây giờ. Ảo Vercler. Ở đồ. Ê đồ cái máy bay này. Ui má ơi chạy đi. Má cái máy bay chó này đồ chết sao tao ra. Má đếm có gì thú vị đứng gần cái này đồ. Ghê bây giờ. Bắn đi mấy đứa, bắn đi. Ủa đi, đồng đội, lộn. Xin lỗi. Lên. Ủa chó chạy tù lum la. Bắt đầu bắn hụt hết luôn hả? Ê, nó bắn mình kìa. Chạy đây. Ồ, nó mới gì mà hết đạn rồi sao? Này thì đồ hồi anh này. Cái điếu gì vậy? Nếu cái tàu này nó bắn mình nữa sao? Ờ à, đúng rồi, chạy đi. Chỗ này hơi xa. Đừng có bắn nữa coi, má bắn rác thế không biết. Ờ à, không những khu này làm mình đi tới Destiny thì chứ. Mẹ ảo vai đái. Rồi tụi bay ơi, mày dính xe tao ra đi nha, rồi bắn vỡ sọ đó. Ok,
Ok, sao sao quá vậy? Chúng ta phải tới đó càng càng nhanh càng tốt. Đi mấy đứa ơi. Mình không rõ cái nút B để làm cái gì nữa. Kiểu như đẩy bạn lên hay sao á. Mình cái khúc này càng bắt đầu thấy ghê ghê thế nào. Xe mà mình cứ tưởng nhìn từ xa nhìn tưởng quá quá vậy. Đồng đội. Ê khu nãy nè. Secure our box. À đâu. Governor Sloan, we need access to the space elevator. Bắn đi mấy đứa, bắn đi mấy đứa. Cái đó là gì vậy? Tàu hả? Drone. Understood, man. Osiris. Secure our box. They can open those doors. Bắn nhiệt tình lên. Priority target. Đồ. Hết máu. Nó cầm cái này mới ghê nè. Yeah. Oh yeah. Fuck you. Ủa sao chưa chết? Anh đồ. Lại cứu anh mày ơi. Bắt lại đây cứu anh đi. Anh nãy giờ gục mấy lần rồi, thanh niên. Tôi sắp chết nè. Cứu ta, đúng nó nhìn làm gì? Vãi đái. Cái đéo gì vậy? Ai bắn vậy? Má nữa hả trời. Mình thật sự là mình không biết ai bắn mình luôn á. Nè mình bỏ được không đội, đứng đó cứu trợ giúp. Bắn ê. Ờ hả? Má sao tụi bắn ghê vậy? À má thanh niên đứng ở trên bắn à. Anh đù. Má mày chết đi em mày. Mày có đường lên không? Đây. Hết thằng sniper rồi tới thằng quần đó. Đâu. Sniper đâu rồi? Đó. Kìa. Sniper. Bắn nó cho anh. Địt mẹ nó bắn. Bắn rác thế. What's taking so long, Spartans? Bắn người đám bây giờ đi. I ain't opening these doors until the base is clear. We get to stop being collected. Nó chạy kia sao bắn nó đi. Bay elevator. Chúng ta sẽ vô đây. Thôi vào. Ủa mấy vừa chết luôn cái ghê vậy. Rồi chúng ta hết đạn rồi chúng ta. Cây này mình còn khoảng vài viên để đổi luôn đi. Sao đổi lấy được ta? Four shots. Má còn cây nào nó hợp lý hơn cây này không ta? Đấy, cái một cây súng này ảo thì chứ ta. Đồ, mấy cây này hết nè. Ok đi. Elevator doors open. Doors opening. Go on. Yo. Spartans, your tenacity outstrips even. Ê, cái này như cái rocket hay cái gì nha. You're good. She gave me fair warning. Không có thanh niên kia đâu rồi. À đây rồi. Mình tưởng nó không vô luôn chứ. Where do we go? For all of us. Hello. It's me. Please open the door, please. Có vụ tech assault rifle nữa. Mình chờ đây. Good luck to you, everyone. Goodbye. They're between us and the Pelican. Weapons free. Oh, weapon free. Oh. Chưa chết hả mày? Override the security system. Love to. Delicate work to do while getting shot at, though. Má mà tròn một đống luôn rồi. Lại đây mấy đứa, lại đây nè. Ủa mấy thanh niên này vẫn cố gắng đánh mình mặc dù đánh hụt.
Bóng nó đừng troll kìa. Mấy cậu nó khó chịu nhất á. Mấy đứa đâu rồi? Đi đâu ta? À đằng kia, đằng kia, đằng kia. Đây đây đây, một thanh niên đang chạy trốn. Chơi trốn tìm. Một thanh niên ngáo tao biết. Bậy. Ê, con nó nhìn ghê vậy. Má, không ngờ troll nó ghê đến độ vậy. Đi con, đứng nhìn lắm làm gì. Đúng rồi, má hàng quá. Đâu, đây. Chùm ra đây làm cái gì? Điều khiển control đi chỗ này sao? Hình như không có nút gì trên đây nhỉ? Butterfly for. Nu á, ghê vậy. Hay, nice. Good job. Checkpoint kìa. Lấy cái súng kia đi. Butterfly for nhiều bạn bảo là súng này ngon. Súng chính của game hay gì đó. Mình có không nhớ, nhưng mà solo key là mình. Ok, đây. Control bạn em biết thế nào cũng kêu mình bấm cái này mà. Got it. Ok, đây không phải cái cổng đâu nhỉ. Ôi, cái khu này là cái thang máy luôn rồi. Vãi đái thôi. Ok. Chúng ta đang đi lên hay đi xuống vậy? Nếu đi lên nha. Cái khu này có vẻ quá lạ. Dù mình không thấy gì ngoài kia đó. Mình có cảm giác giống như là mình đang muốn bay ra khỏi cái bầu trời vậy. Nhìn nó cứ sao sao đó. Mình cứ tưởng mỗi lần trắng vậy mình tưởng là ngoài trời. Đó, giống vậy, mình ngồi vậy nè. Đó, ai ngờ như là không phải, như cái đường lên của nó thôi. Nó thấy cái gì vậy trời. Incoming Prometheus. Nó Prometheus chứ cái gì vậy. Nó thở lại đặc biệt sao. Ê, bậy. À, tập luôn. Chú anh mấy đứa ơi, chú anh. Còn một thanh niên, đi xuống. Hay, good job. Còn một thanh niên và thanh niên teleport. Nhảy qua nhảy lại. Vẫn chưa chết sao? Mấy thanh niên, này thì chưa chết. Đâu rồi. Rồi. Mấy đứa rồi. Còn ai nữa không? Nhưng mình phải tìm cái đám còn lại để giết hết luôn. Rồi chúng sau xong rồi chúng ta mới đi được. Rồi để đi tìm nha. Rồi. Nó không có hướng dẫn chỉ dẫn gì luôn. Có vẻ hơi kỳ. Có vẻ hơi kỳ nha, nó đâu rồi? Đây có súng cũng đẹp lắm rồi. Nhìn giống cái FAMAS trong CSGO ha. Đâu rồi ta? Peekaboo, where are you? Hình như phải có cái gì đấy nhỉ? Hồi không là tụi nó trốn rồi sao ta? Vài cái quái. Nó vẫn chưa hiện ra cái gì cả. Kiểu như gợi ý cho mình hay gì đó. Eliminate the last of the Prometheus. Nó cứ sao sao thế nhỉ? Ôi mình có lấy cái gì không ta? Ủa mấy nãy giờ mình chạy vòng rồi vẫn chưa thấy gì xảy ra. Và thật sự cũng không biết đường nữa đi. Ê, đằng kia, nó còn bắn rồi, Ở đó, còn con nó kìa, đền má, làm anh mày chạy chết mẹ luôn. Mày trốn ở đâu vậy?
Rồi còn đứa nào nữa không? Ra luôn đi, ra luôn đi. Cái đấy gì? Hết cơ hội. Rồi di chuyển tiếp rồi kìa. Mấy 36 viên sao? Đồ, mỗi lần nó bắn 3 viên, mỗi lần nó bắn 3 viên, ghê vậy. Ba nhắc một cái là ba viên. Humanity's at our best when we're making something out of nothing. We're tenacious. We'll rebuild as many times as we have to. Ủa mấy cái khúc này lên có vẻ hơi lâu nữa hả? Vô nữa rồi. Moral Meteors. Đấy sao mỗi lần cứ lên là nó xuất hiện thêm. Một cái này cứ bắn 3 viên thôi khó chịu quá. Ôi. Ôi công nhận hơi khó chịu thì mấy thanh niên kia xông lên và đã ăn đạn. Đem chú em. Đấy, nghề của anh. Ôi, mẹ đứng đánh này. Này thì chạy. Này thì nhìn. Này thì đứng đó. Này thì cầm súng. Này thì cầm súng. Này nó cầm nguyên cái súng bá đạo luôn chứ. Đấy, lại đấm cho nó vài phát tỉnh ngủ luôn. Đâu rồi? Where are you? Ngoài đó mình không thích cái súng bắn gọi là bắn ba viên gì cho lắm. Nó hơi chán. Thế này có thằng nào nữa ta? Hết rồi. Ngay chỗ này nó hết cho mình lên nữa rồi. Tức không phải có con nào đó đâu đây. Đây. Tụi mày khoái trốn mày. Khoái trốn mày. Má cầm cái này mới đã nè. Má lên nữa. Cầm con này nào vô là phang. Phum. Good job luôn á. Well played. Can you hear me? I'm a Meridian station and everyone's going down. Có vì mọi chuyện nó diễn ra không được suôn sẻ ra lắm. Và mình vừa mới móc một cây assault rifle đến. Nếu mình tính thảy chơi để cầm cái cây này thôi mà. Đâu tính mang luôn đó. À đây. Đâu không để không để bắn từ tụi kia thử rồi. Cho nó phê. Cầm cây này cũng có lợi thế của cây này chứ. Mà mỗi lần á là bấm cây này nó bỏ hẳn nó luôn. Ê cứu một veo à. Ta đang móc lốp. Chạy cứu veo à. Fuck. Đấy, cái gì mà để tao làm cái gì? Ê, chết mẹ veo chết rồi. Đệt chết chỗ độc vậy ba. Má thanh niên chết chỗ độc vậy. Ủa sao mình vẫn chưa bị quýt game thôi. Tưởng là nó chết rồi, có vấn đề chứ. Ôi, sao toàn mấy thanh niên. Ôi. Đừng có cản thôi, má đang chạy rồi. Ui sao, ui đúng không? Thằng kia chết rồi, chúng ta kia chơi lại sao? Hết đạn, fuck me. Má sao tụi này nó OB vậy? Kéo anh đi, canh bắn giùm cho. Đó. Chạy đi. Nã hết con đạn. Ê chưa? Đó, đúng rồi. Ê, veo sống lại kìa, what the fuck. Hi. Ê, veo sống lại nè, what the hell. Chết hồi tự nhiên sống lại, mình cũng chạy hiểu lắm. Ê.
Này. Đó. Ơi. The heck. OB vậy? What the hell? Nó giết mình một cái, mình tắt thở luôn, mình tàn hình luôn đồ. What the fuck? Ui mà vẫn được hồi sinh là sao ta? Hết đồng veo kia cũng được hồi sinh. Lại nha, mình mới biết cái vụ này á. Giờ thấy cái gì đây nhỉ? Cái vụ này ngon. Mình có không rành tại sao mà bắn nhìn chết rồi mà đâu cũng cho mình chết tiếp. We'll find the truth about what happened here, and we'll make certain that those who should answer for it do it. Mặc dù mà đánh quái khó nhằn, gì chứ nó vẫn cho mình đánh tiếp. What's up? More nữa hả? Ủa tưởng hết rồi chứ. À đạt 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 ừ, có hết đạn rồi, thấy đến rồi. Nãy nhiệt tình lên mấy đứa ơi, nãy nhiệt tình lên. Ồ, mà né đạn rồi, phải cái né đạn à. Đó, nó vỡ giáp rồi kìa. Ồ, mà đạn như bắn gì mà nó không xuyên như. Đó, phải vậy chứ. Để mình kiếm mấy cây turret hồi nãy rồi. Để tuốt bên đây, đó. Tụi này phải dùng cái cây này chơi mới lại. Còn chứ không là mình đúng nghĩa là lấy đá chọi trứng luôn á. Ê, ê, bậy nữa nè. Má thanh niên. Làm sao có cửa? Ủa cái gì? Lên tiếp nữa hả? Sao nhiều tầng quá vậy? Chừng nào mới hết? That's the Guardian song again. What the hell? Gavala. Có lẽ là nó là tín hiệu hay cái gì đó. Nhưng mà game vẫn cứ ghi ghê thế nào. That thing started to move. Nó mà mùi chính tay chết cả đám rồi còn đứng đó mà nhìn. Mình vô nó tán cho bỏ mẹ. Ôi té dập mặt. Ôi sô vãi đái. Where do we go? Mấy em nó té dập mặt rồi, chúng ta tới chưa? Tới chưa? So we away. Run a scan, find an exit. Scan đây. Vẫn không thấy gì cả. À đây đang kia, kia. À, cuối cùng cũng đã thấy. Đây hả? Bỏ 20m là sao, làm sao mình lên trên nó được ta? Ủa sao mấy thanh niên lên đây được hay vậy? Mấy thanh niên sao lên được hay vậy? Wherever it's going, the Master Chief is going with it. And I. YOLO. Đây mấy đứa, có đường đi nè mấy đứa ơi. Vô. Chúng ta tới rồi. Climb to the top. Keep moving towards the pelican. Where is the top? Pelican's a few more super rounds up from here. How far is that? More than you want it to be, not as far as it could be. Head up here. Ồ, cái gì nó cứ rung rung tay cầm hoài mà mỗi lần nó rung lên mình phát sợ luôn á. Nè, cứ bình tĩnh đi mấy đứa. Làm gì phải nóng nổi đến như vậy. Cái này giống con đầu tiên Advanced Warfare nè. Cái điều này đường đúng đi không ta? Có không vậy? Thấy nó dẫn mình đi đâu quá ba? Có gì trời? Ê! Quay trở lại hình chỗ nãy nè. What the heck? Ê! Sao quay trở lại chỗ nãy rồi? Vela. So Vela. Đi một hồi quay trở lại chỗ nãy luôn. Đền.
chứ mình tưởng là đâu đó có đường đi gì nữa chứ. Chả hiểu sao đi một hồi lại quay trở về như chỗ cũ. Dưới đồ cổ là nó bảo mình bị đau nha. Ai bắn vậy? Ai bắn vậy? Quê. Ôi, nó ra kìa. Ủa làm sao lên tới top rồi? What the fuck? Và có ai đó đang rất là cố gắng bắn mình hay sao? Ok, mới lên đây là đúng chưa ta? Tại vì có cái đường đi này nè thôi mà vẫn chưa thấy cái đường lên nằm ở đâu. Xin quay trở lại tôi chỗ này nè. Tại mình vẫn chưa tìm thấy cái đường lên. Double steel above keep climbing. Cầu thang ở đây nè, lát là làm sao để làm cái cầu thang đó ta? À đây 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 đây. Đồ. Đừng có bắn anh mày chứ. Cái đéo gì vậy? Ôi 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 ôi. Ôi đừng có bắn nữa coi, để anh mày tập trung. Ủa má gì mà bắn hụt, what the fuck. Từ từ để tập trung tư tưởng. Má bắn gì mà sao mà bắn. Má what the fuck. Cái đéo gì vậy? Rocket launcher đi. Hết máu rồi. Bắn nó ra vậy là. Bắn nó cho anh. Ôi 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 ôi. Ôi mẹ ơi. Bắn ghê thế. Mẹ nó nè. Vậy là. Đó, một em đã gục, một em đã gục. Tiếp 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 tiếp. Ủa chưa gục hả? Má đã bắn rác còn hơn có con đẻ nữa chứ. Đi chạy chạy tiếp đi, chạy tiếp đi, chạy tiếp đi. Có lẽ chúng ta không phải là không có cơ hội chân tiên cho lắm. Bên kia nó ghê quá. Ây da trời. Ôi. Ui, ghê thế. Má bởi mấy cái này nó chứ sao sao. Hết hồn. Nhìn như chúng ta đi đúng đường rồi. Bắn gì mà hụt, what the hell. Ồ, chúng ta hết đạn luôn rồi. Mà bắn rác thê không biết. Còn lại chơi súng này trời. Oh, oh, oh shit. Oh, no. Má chỉ gì một phút nông nổi. À đâu, 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 đâu. Vãi lờ. Chỉ vì một phút nông nổi mà nhảy một phát tới kia luôn sao. Thật là vờ lờ. Trời má ơi. Lên, 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 lên. Má nhảy ra cẩn thận. Nhiều lúc nhảy quá lố quá đà là nhảy xuống tọt dưới luôn đó. Đó, lên đây, lên đây, lên đây. Chúng ta thấy nghĩ chúng ta nên chạy thì sẽ tốt hơn là đấu lộn chung nhá. Tại vì nó đông vừa nguy hiểm. Vô, keep moving up. Chúng ta phải lên top luôn. Ôi mẹ ơi. Live rifle. Cái gì bắn rác vậy? Ồ mấy con đã bắn rồi. Ồ mấy con cả khiên che lại luôn, mới ghê chứ. Mấy ghép cái control này ghê nha. Ồ mấy nó bảo vệ dằn kia kìa. Bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó.
bắn nó. Ơ quá hết đạn. Fuck you man. Fuck you. Fuck you. Quá hết đạn luôn rồi. Bone shot. Tại sao mình đối mình cầm cái bone shot vậy? À cái đó nữa. Ờ chúng ta tới nè. Nhưng mà có cái súng gì nhìn được được không? Là cái kem mình đang cầm nhưng mà không đổi được. Thôi nói, chúng ta tới rồi, landing pad. Ồ, má tay cầm, tay cầm. Ghê vậy lờ. Ôi, ôi. Ôi. Oh, oh shit. Má con đó con gì mà ghê lắm vậy. Má hết máu luôn rồi. No. Ui chúng ta chuẩn bị chết hay sao vậy. Rồi chắn bóc màn hình hết game. Ủa máy chơi lại what the fuck. Bắt làm sao qua được khúc này. Just as I move it people. Move move move. Getting closer. Chạy đi, chạy đi. When it gets to zero, I don't want to find out. Get to the battalion. Chúng ta phải tới cái máy bay này càng nhanh càng tốt. Nhanh 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 nữa. Five more events following Meridian. It's 11 colonies. I need a means to stop this now. The Warden confirmed Dr. Halsey's theory. Cortana is activating the Guardians. But not this one. Not yet. Thanion. A pre-covenant religious site on San Helios. It's a Guardian on the Elite homeworld? If we can get a team on the ground, we can access that Guardian. San Helios is off limits. Brass wants nothing to do with the Arbiter's War. That's because they haven't heard my great idea. That noise is an encoded numerical pattern. Paired quantum phase sets. Slip space coordinates for a forerunner map. If Locke's team could feed the Guardian the coordinates recorded on Meridian, it would take them to the same place Cortana took Master Chief. Tom, we can stop this. But it means going to San Helios. I'll make arrangements. There's another one. What's Cortana up to, Chief? Why'd she bring us here? Let's keep moving. Where are we?
No comm traffic on any band. No long-range uplinks at all. Long way from nowhere then. We were brought to this location. Và hiện tại là mình vừa mới được cử xuống đây. Và hiện tại là mình đang chơi Master Chief. Ok. Chúng ta phải kiểm tra investigate. Đâu cái game không phải là kiểm tra mà là điều tra. It came for the console. Hầu mấy console nhìn ngô ngô quá. Ôi đồ. Mình tưởng nó nút tắt thế chứ. Ôi cái gì tay cầm rung ghê thế. Oh, what the fuck is that? Gì bái? UFO. No response, chúng ta đang đi xuống rồi. Cái khu này có vẻ đẹp. Đẹp thiệt. Nhìn giống thời kỳ kỳ hoang sơ vậy á. Đẹp vãi đái. Đó đẹp thiệt. Lâu lâu hay má đồ họa. Halo làm có chất thiệt. Cũng chịu khó. Má nhìn nào vãi luôn. Nhìn nào vãi nồi luôn. She may not have known what happened. Mình không rõ chuyện gì xảy ra với Cortana. Và rõ ràng là mình có thấy Cortana nhưng mà không biết chuyện gì. Okay, chúng hình như chúng ta là Master Chief, chúng ta không thi hay là thi hành lệnh án gì á. Nhưng mà chúng ta vẫn đi tìm, cố gắng đi tìm Cortana. Có lẽ chúng ta là những một chúng những anh hùng mà tốt bụng hay gì đó. Đây đây, chúng ta quay gần tới rồi. Cortana ơi. Ôi. Đùa thôi mấy đứa, kể tôi đi. Ây da, trời ơi. Đông vãi lờ. Ơi chết rồi kìa. Má. Ông giờ thiệt nè. Má nó ngồi ở đây luôn. Cái đang làm gì đấy nha. Mình cũng không rõ là đang làm cái gì ở đó. Nhưng mà có vẻ đang tụ tập ăn chơi kiểu thác loạn hay sao. Đây cái đấy gì đây. Mình đi khiên cái gì. Có số cái Covenant ở đây. What the fuck is that. Nó bắn mình kìa. Hết mình rồi. Ôi bắn nó đi anh em ơi, xông lên anh em ơi. Cụ một tay coi sao mấy con này cho bộ quá vậy. Cũng không hẳn là cho bộ. Giờ mình rút lại câu nói nãy. Có vài con thôi. Mình cũng không rõ là làm gì ở đây. Đó này thì chơi với anh này. Master Chief. Ấy khu này đẹp thiệt chứ ta. Phải nói là đẹp thiệt. Nhìn nó cứ thế đéo nào á. Mới hết đạn. Nói số mình nhỏ đến thế là cùng. Má mất giáp nè con. Cầm giáp. Ây da, này thì cầm giáp hả mày. Tao giết mày. Plasma pistol, Needler đi. Đồ, mới nhìn cây này đỡ hơn cây nãy. Đỡ BD hơn. Ê, nhưng mà bắn BD thì chứ vậy. Ây da, nhìn cái bắn rồi. BD. Nhưng mà mấy con này cũng không gọi là quá mạnh. Cho nên có vẻ là mình bắn nhanh hơn. À đây, có súng. Rồi món chai này được hơn đó. Đó, đúng rồi. Nếu có con tàu nó bắn vô viên thì chứ. Nếu mình đang bắn đây gặp con tàu. Ôi. Ôi. Mẹ đã bắn crack đéo tả được luôn. Mấy thằng kia đéo nhắm nha, nhắm mỗi mình. Mẹ đúng nghĩa là số đúng nhỏ luôn, cái gì nó cũng nhắm mình bắn. Mẹ số anh quá nhỏ, phóng đéo kịp. Ok, tàu nó đi xa rồi, chúng ta đi lên luôn. Wow. Ây da, trời ơi. Má bắn hụt hết đi. Mày nghĩ cái nào trâu hơn, cái nào trâu bò hơn. Ý má, cái chát đạn. Đó, thấy chưa, đó. Trời ơi, hay quá. Ôi sao cái kia này bắn liên tục được hả?
Cái này cái khác hay sao á? Ồ mấy cái gì nó bắn ghê vậy? Clear that turret. Nó đâu loại xong lên phụ anh cái anh hết hết đạn rồi. Bắn cái rõ một cái xong. Chúng ta chỉ cần bắn và giữ. Ồ mỗi tay đi chứ mà lắc cái tay. Má thanh niên vẫy cho thanh niên mỗi tay. Hết đạn không biết bắn đi. Rồi hết đạn luôn, hai cây đều hết đạn. Má cho những trận chiến như thế này mà đợi đi hết đạn sao? Má cây này chắc có vẻ còn nhiều mà 2% có vẻ nhiều. Đây đổi cái này. What the fuck is this? Ồ má mình tự nói cái súng nhé. Súng nhìn cũng đa dạng lắm chứ. What the fuck man? Chưa chết nữa. Ok, mấy dùng mấy cái súng BD này đỡ cũng không sao. Nhưng mà tại mình không thích lắm. Rồi, đi tiếp. Area clear, move up. Move up. Ủa? Assuming we're right and Cortana is on this planet. How did she get here? The Didac ship was pulled into slipspace. It could have ended up anywhere. Giờ sao? Giờ làm sao để move up ta? Cho đám phải đứng lên đây hết. Move up. Bấm gì đi nhỉ? Vô đây, Get moving. Going now. Nó bấm gì à? Không. Lạ nha. Ồ, hôm nay sao nó chặn mình đây mà giờ nó cho mình lên nè. Ok, giờ nó cho mình lên rồi. The signal again. Activate the console. Seems like we're Activate the console. Ok, chúng ta giờ đi tìm đạn đi. Ủa cái nếu gì vậy? Sao mình bị kẹp đây rồi? Tụi bây giờ đây coi. More activity around the large structure. Large structure. Chief, what's happening to that building when we use these consoles? Ok, các bạn. Ủa sao tụi này cái teleport kinh gì vậy chứ? Nó thế nên đụng cái teleport đi thẳng bên trong đây. Không nói năng gì cả. Và thậm chí nãy pha này là pha ảo chứ. Teleport thẳng từ ngoài cửa vô tới bên trong. Đồ, đẹp trai. Locate Cortana. Ok, anh muốn đang cố gắng đi tìm Cortana là mấy đứa. Hè, để anh. Anh đang tới gì em? Tình yêu của anh. Ở đụng hình như đang quay lại cho anh nãy phải không? Đó, con bài không tốt. Ê, bày. Ủa, làm sao qua được bên kia? Have the Covenant been coming through with him? Stands to reason. Any ships caught in the slipspace bubble would be pulled through. Chết mẹ rồi. À đây có còn có tàu cầu đi ngang qua. Chief. Look. Did this.
identify yourself. I am the Warden Eternal. I stand in defense of Cortana. She called me to her. And you came scampering. She knows your forgotten name. Who you were before you were 117? Do you find it odd? Your trusted companion should keep so much to herself. Take me to Cortana. Not just yet. Come. Let us talk some more. Và có vẻ như là thằng Guardian nó không có ý định giết mình cho lắm, tại vì mình là Master Chief. Còn như thằng Locke á, nó lại có ý định hơn Guardian. Mình cũng không rõ tại sao nó lại làm như vậy nữa. Hơi khó hiểu. Locke có vẻ là nó với một đích khác, còn thằng Guardian nó có một đích khác. Nên khu này nó cứ sao sao nha. Ê, Mad Sniper, Sniper. Ủa má, cây súng này cứ bắn cứ phèo phèo hết đéo nào á. Coi nó bắn rồi. Má văng tùm lum la. Good game. Má. Take this position. Em nó té không? Blue team. Soldier is your target. Đây mình lấy cái súng khác rồi. Giờ thấy súng gì đây mà to lên mà ta. Wow, chơi tay luôn má. Đứng yên coi. Rồi, chơi tay. Nào ngon hơn. Má, mình mặc giáp mà sao tụi này chơi lại được má. Hay quá. Ây da trời, từ. Ôi thằng kia nó cầm nguyên cây turret luôn. Ủa mấy cái control này bắn ghê thật chứ. Đâu rồi. Anh ghét chú. Tại sao lại bắn ghê thế? Ôi. Mà bắn Reveler. Thằng nào được hơn, thằng nào ngon hơn. Này thì bắn à. Giờ cái đứng yên không? Đứng yên. Nhảy tung tóe à, bực cái mình. Teleport à, đứng đó mà nhìn. Này thì drone à. Rồi. Đó, đó nè. Này thì di chuyển nè. Hết đạn rồi, từ từ. Để lấy cái này nè. Súng còn nhiều. Đó, cây điểm ngon nè, đó. Rồi bỏ đây. Lên. Đấy, mình thích mấy cái khu này ghê, nhìn nó cứ rừng rậm sinh thái cái thế nào. Your time has passed, warrior servant. Có lẽ mình nghĩ là chúng ta đã gần tới được. Ôi. Không có sớm rồi, tao xách cái cây nãy ra. Miếng boss kìa. Bắn đĩ đó cho anh. Fuck. Má, súng đạn nó không nhiều rồi. Gặp thanh niên OB nữa chứ. Má còn gặp lính của thanh niên nữa kìa. Kìa đồ nó sách dao rồi. Chó đó chứ trời. Bắn từ từ thôi mấy đứa. Bắn này chứ đi. Lên xong lên cao quá cũng kỳ. Ủa mấy thanh niên chết rồi kìa. Kelly lăn đùng nó chết luôn hả.
Ô sô OB, cứu nó nhanh, cứu nó đi. Sao cái việc đấy thì anh cũng phải tự làm cái gì? Má nó chịu mày cái thấy mẹ luôn. Vừa mới nhắc luôn. Đi rõ rồi. Đấy. Đây đi, quay trở về chỗ an toàn đó, cách xa nó, càng xa càng tốt. Bắn này đi, bắn này đi, bắn này đó. Đừng bắn xa quá, đừng có đi xa quá. Nó làm gì? Một phát nó tắt đen màn hình luôn. Cái này bị ghê nè. Mấy thanh niên OB có khác. Mấy cái gì ghê ghê thế nhỉ? Có cái cục gì đây nè? À, nó bắn mình. Ồ, mấy cậu nó bắn rồi. Ồ, mấy thanh niên đứng đéo xi nhê luôn. Địch OB vậy? Đấy, chúng ta phải kiếm một cái chiến thuật gì đó. Chiến thuật này không hề tốt tí nào. All weapon out of ammo. Suppressor. Rồi, hết rồi đó, chỉnh nó đi, chỉnh nó đi. Anh cho phép tụi bay chỉnh nó, chỉnh nó đi. Chỉnh nhiệt tình vô. Đồ mới có vẻ không trúng gì nào thì phải. Đó, 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 bắn cái này nè, đồ mới shotgun nè, anh xông lên đây. Đó, cái gì có cái cây như hồi nãy ta. Má cây nãy bắn gọi là phê. Ôi, lùi lại. Má có đạn nè. Nó gần chết rồi, Hết đạn đúng lúc vậy. Rồi, ok, xong rồi. Để về lại lấy cái súng khác coi. Hello? Chief, Master Chief, John, you made it. What the fuck? Súng đâu rồi? Ủa, có hai bên đi không hả? Má còn Cortana đâu đây nè? Vì vậy má làm tao đi tìm chết mẹ luôn. Tới chưa? Where are you now when I need you? Fair warning. He has a single mind. Gần tới rồi. Fair warning. Chief say you were destroyed. Đấy, nhìn cái cầu này có vẻ không an toàn cho lắm. Và cái mức độ mà tay cầm nó cứ rung như thế này, nó khỏi không an toàn ác dữ nữa. Có linh cảm gì đó không ổn sẽ xảy ra. Đồ mới cái này vừa mới nhớ hết lên cái thì phải. Đồ mới ghê vậy lờ. Ghê vậy lờ. So creepy as fuck. By accessing the gateway. Cortana CTA. Forerunner. Oh, second way way. Như khúc ban đầu nè. Just one more to go. Trigger what? Chúng ta kích hoạt hết luôn rồi. Why does the warden think he needs to protect you? Why does warden think he needs to protect? There's so much to explain. It'll be easier face to face. Try me. The cure for rampancy I found means AIs can be immortal. That kind of lifespan allows for long-term planning, just like the Forerunners were capable of. AIs assume the Forerunners' mantle of responsibility. And once there is peace, we can focus on poverty, hunger, illness. Some will resist our help. Như này phải có cái cầu nè. Mở cầu đúng rồi. Anh đáng hay quá. Mở cầu cho anh mày đi, I don't get why anyone space resistance. Rồi bắn lộn tiếp nè, bắn tiếp nè. Nhìn khu này có vẻ không an toàn cho lắm. Vâng ta. Nó sao xa vậy? The warden is sending troops to stop you. You can fly these phaetons across the canyon or take footpaths to reach the other side. No. Alright, blue team, let's go. Đó, quá ngon. Ở đâu. Bắn nhiệt tình lắm mấy đứa, bắn nhiệt tình lên. Ủa, dùng cái vụ bắn máy bay nữa nè. Đồ, anh thích cái này rồi đó. Ê, đồng, sorry man. The fuck man.
Giờ muốn gì? Giờ mày muốn cái gì? Giờ mày muốn cái gì? Mày thì đùa với anh mày. Sao cho bộ quá vậy? Ủa này đồng đội mà. Đi 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 đi. Rồi rồi rồi. Ôi, nghe hết hồn. Đó. Nữa hả, nữa hả. Ủa, tao đi sao qua vậy? Ủa, sao làm phát nhảy qua kia ghê vậy? Má, tao cũng muốn làm thử miếng. Ủa, làm sao nó nhảy qua phát qua tới kia vậy ghê vậy? Ok, ok, đi 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 đi. Đi coi định hình là đi đâu rồi. Để coi có đường đi hay không. Nice fly, you story again. Sao đây đông cái gì? Hai ba cục. Ôi. Nữa nè, má, tàu của tao mà vắng như vậy sao? Keep moving, chief. Má, nó bắn tao như con đẻ nè. Má gặp cái xe chậm chứ. Ôi. Má lại cầm nó rung. Không có cách nào sao? Đừng có bắn nữa coi, nhây quá vậy. Ồ má. Cool down. Ok, còn nữa không? Mình như hết cơ hết rồi. Nhưng mà chúng ta phải bắn phụ. Vậy cứu nó đi Linda. Anh bắn này cho. Đó. Đúng rồi, hay quá. Thì làm sao đi xuống đây? Má giờ chỗ này vô ngon. Ngon cục rồi. Ok, check boy. Cái này là cái chỗ cuối cùng. Ủa sao chỗ này quen vậy? Ủa sao chỗ này quen nha. Nhưng mà cái khúc này nó ồn quá ghê vậy. Đù mà ghê vậy. What the fuck is that? Halsey can learn to speak Guardian. I'll have a briefing for you by the time we reach San Helios. See you, planet side. So, you wrote a target dossier on the Arbiter when you were with Tony. That was 6 years ago. What's your point? You recommended assassinating him. After we killed millions of our people. So why didn't you? Things changed. Arbiter is engaged in combat. We will escort you to him. Locke. Planet's deep in civil war. If this all goes sideways... I understand, sir. It's not my first mission that doesn't exist. Good luck, Spartan.
has united the keeps and formed a new alliance, the Swords of Sang Helios. With Arbiter's victories and the death of Jewel and Dama. Và có vẻ là mình sẽ tạm dừng cái tập 4 này tại đây, và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Và cái nào bạn nào thích video clip này hãy cho mình biết trong phần comment bên dưới, và cái nào các bạn nào thấy hay thì bấm like và subscribe để mình ra sớm hơn có thể. Và sau tựa game này thì có lẽ là mình sẽ quay thêm một vài tựa game khác nữa, nhưng mình cũng đã nói rồi thì mình sẽ cố gắng làm sớm sớm nhất tựa có thể để mình có thể tiến sang Tomb Raider. Rồi đây, dưới đây, dưới đây. Và Just Cause 3 mình cũng đang có chơi, nhưng mà mình đang trên Steam cho nên không có đang trên Xbox. Ok, và mình nói vậy thôi. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể, và hẹn gặp các bạn sau đây. Ok.